Rồi shop đồ con 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 12 tây tháng 4 em sẽ lên kỳ là 513 ha. Kỳ 513 này em lên cần cho anh em. Thì hôm nay lên cần 2 khúc, 3 khúc hay cần rút rồi ISO shop. Đó. Thì hôm nay em có combo ha. Em combo 3 cần cho anh em thì hai số đầu là combo cho anh em. 3 cần ha. Thì hôm nay có cần 2 đọt, 3 đọt. À, mấy cây cần cần phía carbon luôn nè. Giá rất là tốt luôn. Mấy cây là fan bass Fuji hết trơn anh em đang câu biển nha. Anh em câu biển thoải mái nha anh em. Đó. Rồi lên hàng nha, thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn, anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em ha anh em. Anh em nào mà chuyển khoản là em bao ship luôn. Rồi lên hàng nha. Đây đầu tiên em sẽ combo cho anh em là bộ ba cây cần này, ba cây cần tay nha. Thì trong đây nó có một cây cần tay carbon là một cây carbon là ISO hạ nha. Đó thì em sẽ đi từ cây cho anh em. Đây nè, em sẽ đi từ cây nha. Đây đầu tiên á, à, rồi đầu tiên là cây này ha anh em, cây này là một cây carbon, à, cây gặp hoa nhầm nhầm, cây này là cây flip nha, một cây cần flip dài là 3m6, đây cây này dài 3m6, độ nảy của nó là 4H luôn nha, đây cái đọt to lắm nè, cây này đọt to lắm nè anh em, có cái dòng là kim loại chống nổ lóng luôn, đó, à, đây. Dòng kim loại chống nổ lóng luôn anh em. 3m6, cây này 4H nha. Lóng dài, một cây lóng ngắn. Đây, một cây lóng ngắn là dài 4m5. Đây, 4m5 lóng ngắn nè. Đó. Đây, hàng nội địa luôn. Đây. 4m5 lóng ngắn, cây này còn mới chét luôn anh em, nhìn mấy cái đầu nè. Nhìn mấy cái đầu lóng nè anh em, thấy không? Còn mới lắm anh em. Đó, mới lắm. Đồ nãy là 3H nha, cây này 3H. Rồi thêm một cây nữa là một cây hạ tay nè. Một cây hạ tay, một cây ISO hạ carbon nha. Đây, ISO hạ carbon, cây này độ nảy là 3H nha. Đó, độ nảy là 3H, để em nữa em cho anh em mấy con dây để đây, dây để anh em cột cái dây đầu cần. Thì cây này anh em về anh em quấn chỉ là anh em chơi thôi. Đây carbon sân gân, cây cần còn khá là đẹp luôn anh em. Nè, mới cáo luôn, cây sân gân ha. Đó thì độ nảy đó là 3H nha. 3H nó nói chung là anh em nào chơi được 3H mình lấy nha. Thì cái phôi này nó nhẹ hiệu luôn, phôi này nó gọn lắm, cây này carbon nè, hai cây này thiết nè, nó thì tổng hết trơn luôn là 700k ha anh em, đó hết luôn là 700k, mã số là mã số 1 nha, mã số 1 này 700k ba cây, đó rồi tiếp theo mã số 2, đây mã số 32 là em combo cho anh em bay cần máy, đây cần máy nè, cho anh em câu bè, câu henchi, câu ngâm luôn ha, đây mấy cây henchi nè, cho anh em câu ngâm, câu bè, đây ba cây này là chất liệu phíp nha, nhưng được cái là khoen bát Fuji hết trơn anh em ơi. Đây đầu tiên em đi cho một cây 2m4, đây đi cây này là cây 2m4, cây này hàng Sakura nội địa Nhật luôn ha, dòng Sakura, à cây này khá đẹp luôn, quấn chỉ nè, thì mấy cái khoen ở trên là khoen kẽm nha, có cây này ở trên là khoen kẽm thôi, thì cái đọt là đọt sợi tinh đặc nha nè, đọt tháp sợi tinh đặc hết, nó cây này 2m4, đây cái khoen đều ba là Fuji nha, bát cũng là Fuji bát kẹp, nó cây này 2m4, rồi còn lại hai cây 2m1 nha. Đây cây này 2m12, cây này 2m12, cây Daiwa Viking nội địa Nhật luôn, dàn khoen là Fuji sứ trắng luôn ha. Đây, dàn khoen Fuji sứ trắng. Đó, bát là bát Fuji luôn. Nè, bát Fuji luôn. Đó, cây này cũng khá mới nha, mấy cây này 80% lên trơn anh em. Đó. Một hai cây ha. Thêm cây nữa. Cây nữa là một cây chết mắt. Cây này hàng chết mắt của hàng nội địa Nhật luôn, dài 2m1, cây này cứng 30 luôn ha. Thì mấy cây này cứng là tương đương là 230 hết nha anh em. Đó. Đây nè, quấn chỉ khoen bát Fuji luôn, cây này khoen bát Fuji nữa nè, mấy anh em mấy cây này anh em câu biển thoải mái nha anh em. Đó, anh em nào mà chưa có cần á, mình chơi cần giá rẻ thì đây ba cây này cũng là 700k luôn ha, chạy ra có cây có 200 mấy thôi anh em ha, một cây có 200 mấy chục ngàn thôi là anh em được ba cây cần đấy, anh em muốn đánh cầu thể loại gì cũng được nha, thoải mái luôn. Rồi thì mã số 2 này 700k luôn nha anh em, hai cây 2m1, một cây 2m4 ha. Rồi tiếp theo mã số là mã số 2 rồi, mã số 3. Đây, mã số 3 thì anh em nào chơi cây dài càng dài á thì mình lấy một cây hai, cây này nó có hai cái đọt thì nó có hai cái đọt là hai độ dài khác nhau. Một độ dài là 2m5, một độ dài là 2m7 nha. Đó, khoen bát là Fuji hết trơn luôn anh em ơi. Đây, khoen bát Fuji hết trơn luôn, càng còn khá là ok nha, 80% nha anh em. Cái đề ba là rồng rọc luôn á. Đọt là đọt tháp sở tinh đặc hết nha anh em. Đọt tháp sở tinh hết, anh em câu thoải mái luôn nha. Đây dàn khoen Fuji nè, Fuji là sứ trắng nha, sứ trắng nhưng mà viền là viền đỏ đó,
Đây thì thông số cây này đây, cây này nó nặng là 420g nha. À, đọt là 2 ly với đọt 2 ly 8, tương đương là cứng 50 với 80 nha anh em. Một đọt cứng 50, đọt cứng 80 nha, đọt cây này cứng 50 nè, đọt nhỏ này cứng 80 nè. Đó, cho anh em đánh là hai thể loại luôn. Anh em câu được bạo lực luôn ha. Đó, câu biển, câu ngâm, câu hồ rồi đó. Cây này có cho chữ nhật luôn nè. Thì cây này rất là rẻ anh em, giá rất là tốt luôn. Đây, giá là chỉ có 450 thôi, mã số 3 ha. Mã số 3 là 450. Này 450 được một cây 2m7, 2m5, 2m7 ha. Đó. Hai đọt luôn anh em, 450 thôi, mã số 3. Tiếp theo, mã số 4. Đây, mã số 4 là một cây carbon luôn anh em. Cây này anh em nhìn anh em, cây này anh em nhìn em nói anh em nói xấu, nó cũ nhưng mà không phải đâu. Anh em về vệ sinh ra đi, nó đóng bụi nha. Nó để lâu nó đóng bụi, cây này nó có 3 cái đọt luôn ha. Đây, cây này 3 cái đọt. Đây đọt tháp sơ tinh đặc hết trơn luôn anh em, 3 cái đọt mà là cây này là hàng carbon luôn ha. Đây, cây này hàng carbon. Thì ba cái đọt này nó có 3 cái độ cứng khác nhau. Một độ cứng là 40-70, một độ cứng là 120-180 và một độ cứng là 80-120 ha. Ba đọt là ba độ cứng khác nhau luôn. Đây, bát nè, bát là bát Fuji luôn ha. Cây này anh em về vệ sinh lại là ngon nha anh em. Đây nha, chỉ cũng ok lắm nha, chỉ còn ngon lạnh luôn nha anh em. Đây chỉ chỗ đề ba, chỉ chỗ phen đề ba này nó nhìn hơi cũ xíu nha, về anh em chấm keo thêm hoặc là anh em vệ sinh lại nha anh em. Đó. Rồi. Đây. Đây. Thấy không? Đây bù ngon lạnh hết trơn, nói chung là phen Fuji hết trơn luôn nha anh em. Phen còn ngon lạnh hết trơn nha. Nó cây này thì thông số của nó đây, hài dài 2m7 nha. Ba đọt nặng là 390g, đọt 2 ly gửi, đọt 3 ly và đọt 3 ly 8 nha. Mã số 4 này để cho anh em từ nha, giảm cho anh em còn 700k anh em chơi nha. Cây này 700k thôi anh em. Đây 700k mã số 4 nha. Tiếp theo mã số 5. Đây mã số 5. Mã số 5 là một cây Hanchi carbon nha. Đây một cây Hanchi carbon, phen bát là Fuji hết trơn luôn. Đó, phen bát là Fuji. Anh em nào mà chơi Hanchi chính thanh cháp hay là anh em câu bè câu cảm giác luôn, mình lấy cây này nó là 1m8. Cây này cứng 20, 1m8 nha. Đọt là đọt tháp sơ tinh đặc nha em. Đây mấy Hanchi đọt tháp sơ tinh đặc hết. Đây phen nè, cây là Fuji hết trơn, anh em câu biển thoải mái nha. Đó. Cây này dòng cặp hàng carbon luôn. Đó. Thì cây này mã số là mã số 5, nặng là 130g, đọt là 1 ly nha. Cây này để cho anh em 450 nha. Cây này 450k thôi. Đó, bộ phen không mà đủ tiền nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 6. Đây, mã số 6 là một cây cần flip nha. Một cây này flip, dòng flip đỏ anh em, flip đỏ. Bát là Fuji, phen cũng là phen bát là Fuji hết trơn luôn. Đây nè, phen Fuji xứ xám nè anh em. Đó, dần phen không là đủ tiền cây cần ha anh em. Đó, đây. Mấy cây này anh em mới đánh chơi biển được nè, anh em mới câu biển được ha. Còn anh em mà chơi mấy cái hàng mà không phải là phen bass Fuji thì anh em chơi lâu ngày nó bị rỉ anh em, nó bị rỉ hư phen anh em hết. Đó, anh em lựa mấy cái phen Fuji anh em chơi. Đó. Để được chơi lâu dài, cây này hàng Misaki. Thì Misaki này của nội địa Nhật nha. Cây này là hàng chuẩn nội địa Nhật luôn, dài 2m4, độ cứng là 50 nha. Cây này cứng tương đương là cỡ là 40-50 nè, cứng 40-50 ha. Thì thông số của nó đây, cây này nặng là 250g, đọt là 2 ly nha. Mã số 6, để cho anh em giá là 450 nha anh em. Một cây 2m4 cứng 50 mà có 450 thôi. Phen bát là Fuji hết trơn luôn. Tiếp theo, mã số là mã số 7. Đây, mã số 7 là một cây carbon Ryobi. Đây, một cây Ryobi nha anh em. Hàng Ryobi, cây này được sản xuất ở Korea ha. Ryobi, cây này cứng 50 và 2m4, dòng HG là chim biển luôn. Nó phen là Fuji, bass cũng là Fuji, bass kẹp ha. Cây này bass kẹp anh em. Đây, dàn phen là Fuji nè. Đó, thấy không? Cái dàn phen quá đẹp luôn anh em ơi. À, dàn phen không là đủ tiền rồi. Đây cây này mã số 7, nặng là 250g luôn, đọt cũng là 2 ly, cây này là 500k ha. Cây này 500k anh em chơi, mã số 7. Tiếp theo, mã số 8. Đây, mã số 8 thì hàng VIP luôn. Đây, cây số 8 là hàng VIP luôn. Một cây NFT của nội địa Nhật, cây này dòng carbon Haya Power Lop, cứng 30 và 2m4. Đây, cây này dòng Power Lop nha. À, cây này mới là 80% măng lên, dàn phen là Fuji hết trơn nha anh em. Cây này dài 2m4. Nó Power Lop, anh em nhìn cây Power Lop nè. Thấy không? Nhìn nó chắc không? Đấy, nội địa Nhật luôn ha. Cây này khá là đẹp luôn. Rồi, thì thông số của nó đây, cây này nặng là 200g, đọt 2 ly nha. Mã số là mã số 8 nha anh em. Cây này để cho anh em giá là 700k thôi. Giá rất là tốt cho anh em chơi nha.
ha, 700k anh em lấy được một cây carbon hai da và 2m4 và cứng 30 luôn ha anh em. Rồi tiếp theo mã số cây này mã số là mã số 8 rồi, tiếp theo mã số 9. Đây, mã số 9 em có một cây ba khúc này, một cây ba khúc cứng Olympic. Ba khúc Olympic nội địa luôn. Cây này đây carbon nè, carbon sống gân 3D. Và khoen là Fuji, bass cũng là Fuji luôn ha. Đây, cây này cứng 50 và 3m3 anh em. 50 3m3 anh em thích hợp anh em lăn chơi câu kép, câu mè ha. Đây. Đó, quá đẹp luôn. Dàn khoen cây này mới bao anh em là 85-90% ha. Đó, thì cây này nó có cái màn co của nó đắp thì nó hơi bị găng anh em. Cái màn co nè. Cái màn co nó đắp nè. Nó hơi bị găng cái màn co thôi. Cái này bình thường nha, anh em câu bình thường không sao hết. Đó, thì cây này để cho anh em giá rẻ, rất là rẻ luôn. Chỉ 850 thôi ha. Cây này nặng là 330g, đọt 2 ly 2, mã số 9 này 850 nha anh em. Nó một cây ba khúc mà 50 3m3 luôn, 850 anh em chơi. Tiếp theo là mấy cây gần rút nha. Ở đây có 4 cây gần rút nha, một cây ba gần rút, một cây gần súc nha. Tiếp theo là mã số 10. Đây mã số 10 là một cây cần một cây dòng rút mini ha, rút. Đây. Cây này thu gọn tầm khoảng cỡ là 70cm nha. Cây này thu gọn là 70cm, dòng là MR carbon ghi sinh can gì đó. Cây này hàng nội địa Nhật nha, chuẩn nội địa Nhật luôn, cứng 20 và 1m8 đó, dòng là rút nha, khoen bát là Fuji hết trơn. Cây này có nắp chụp đầu luôn nè, quá đẹp luôn anh em. Đây, dòng này đẹp quá nè, dàn khoen nhìn mê luôn đó nè, carbon sân gân nha, dòng là carbon sân gân, dòng nội địa Nhật nữa chứ nè, nắp chụp đầu quá dễ thương luôn nè. Đó, thì cây này có lên một clip trước rồi nên em giảm cho anh em chơi nha. Cây này mã số 10, nặng là 110g, đọt 1 ly 8, 550 mà giảm còn cho anh em còn 500k đấy ha. 500k cho anh em chơi mã số 10. Tiếp theo mã số 11. Đây, mã số 11 cây này là một cây cần rút nữa. Cây này thu gọn tầm khoảng cỡ là 80cm. Đây cây thì thu gọn là 80cm. Cứng 20 và 2m1 nha. Đây, dàn khoen quá đẹp luôn anh em. Cây này dàn khoen cũng đẹp lắm nè. Mấy cây này anh em có thể là đánh lua được nha anh em. Dạng về dùng để lua rút thì độ cứng nó tương đương tầm khoảng cỡ ML ha. Nó cứng cỡ ML. Đây. Nè. Thấy không? Dạng khoen quá đẹp luôn, khoen Fuji á. Đó, cầu biển thoải mái nha. Anh em nào mà thích cần ngắn đi du lịch được cán là cán mút. Đây, cây này dòng là của con Simax nha, Simax nội địa Nhật luôn. À, thì cây này là nặng 140g, đọt là 1 ly 6 nha. Cây này đang bán với giá 600, giảm cho anh em còn 550 cho anh em chơi nha. Đây, 550 nha anh em. Mã số là mã số 11 nha. 550. Cây này còn nắp chụp đầu luôn nha anh em. Nắp chụp đầu thì quá dễ thương luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là mã số 12. Đây, mã số 12 là một cây cày cần của ông Shimano. À, cây này được đời cao nha, được sản xuất ở Trung nha nè. Cây này hàng Trung xuất Nhật, một cây Shimano quá đẹp luôn. Cây này đây mã số là mã số 10 cây này mã số 11 rồi. 12 nha, cây này mã số 12. Đúng rồi, cây này mã số 12. Đây, cho anh em coi nè, cái dàn khoen nè. Dàn khoen đẹp keng luôn anh em. Nó đẹp keng luôn. Cây này nè, cái đọt to nè. Đọt to đùng carbon sân gân nổi gân luôn ha. Đó, cái dòng hôi đê thì anh em biết rồi, dòng hôi đê nó quá thì chắc rồi. Đây. Nè. Thấy không? Còn mới lắm anh em. Cây này bao anh em là mới là 85-90% ha. Nè, carbon sân gân nè, đẹp quá đẹp luôn. Bộ khoen Fuji, cây này có 2-4-5 khoen nha. Cây này anh em, cây này là giờ thể loại là lua rút nha anh em. Lua rút. Cây này cứng tương đương là M. Đây, cây này cứng lắm anh em. Cây này cứng tương đương là MH luôn á. Đó. Đó, anh em nào mà thích chơi chơi đồ cứng cao mình lấy nha. Cây này cỡ MH luôn anh em. Cứng lắm nãy nè. Anh em nhìn nè, nãy thẳng tưng luôn nè. Cây này cỡ MH nha. Đó, anh em mà chơi mà lua mình lấy nha anh em. Cây này lua tuyệt vời luôn á. Đây. Thì cây này độ dài của nó là 2m3, dòng Shimano nha. Shimano này là đây, dòng chính hãng nha. 2m3 Shimano, được sản xuất ở Trung nha, dòng đời cao. 2m3 HXT. Đây, 2m3. Cứng tương đương là MH bên lua thì cứng, độ cứng của nó thì tương đương là 50 nha. Cây này cứng cỡ 50, dòng Shimano. Đây. À, cây này nặng là 140g, đọt là 1 ly 9 nha anh em. Đó, mã số là 12 nha. Cây 12 này giá là 700k nha anh em. 12 là 700k, còn nắp chụp đầu luôn nha. Đó, 700k cho anh em chơi.
50 đầu luôn. Tiếp theo cuối cùng em có một cây súc. Đây, một cây súc quá đẹp luôn. Cây còn chỉ còn cây súc này thôi. Đây, một cây súc của hàng Ryobi, nội địa Nhật nha, dòng súc Bly 3m9, cây này cứng 25 cho anh em bật bãi. Đây, dàn khoen Fuji vẫn quen. Đây, cho anh em câu bật bãi nha. Bật bãi đánh lục vào cành, anh em câu lông C đồ đó thì anh em lấy nha, cây này quá mới luôn. Nè. Cái phôi nè, phôi dày, phôi phải nói rất là dày luôn anh em. Cây này phôi siêu dày luôn. Họa tiết là dòng kim loại hoa văn đầy đủ luôn ha. Đây, cái cán đó nè. Cán hoa văn đầy đủ luôn anh em. Này. Đó. Ryobi. Ha, carbon. Đấy. Cây này màu xanh ngọc nha. Anh em cây này là màu xanh ngọc nha anh em. Đây. Rồi, thì cây này là mã số 13 cuối cùng. Giá cây này thông số là nặng là 390g, đọt là 2 ly nha. Cây này mã số 13 cuối cùng, để cho anh em 850 thôi. Cây này giảm cho anh em từ 950 mà giảm cho anh em còn 850 cho anh em chơi luôn ha. Đó, rồi chào anh em nha anh em.